Xin chào các bạn, uống chè có tốt cho sức khỏe hay không? Tôi thấy những người nghiện uống chè mỗi ngày, như sáng dậy sớm, ăn sáng xong là pha một ấm chè để uống, buổi trưa hay buổi tối cũng đều như vậy. Thường thì chúng ta ăn cơm xong là uống chè. Chưa tính đến việc mỗi khi khách đến chơi thì đầu tiên của người Việt Nam là chúng ta mời nước, đặc biệt là đến 90% là mời uống nước chè. Có rất nhiều người chỉ biết uống chè nhưng không để ý đến về cái chất lượng. Tôi đi nhiều nơi, đến nhiều chỗ và cũng được nhiều người mời uống nước chè của Thái Nguyên. Tôi thấy họ rót chén chè ra, nhìn màu sắc nó nâu đục rồi hơi vàng vàng. Khi tôi uống thì phát hiện ra cái mùi cháy khét, vị đắng chát, vị ngọt thì hòa với vị cháy, còn có cả vị đắng. Ngồi uống trà một lúc mà tôi thấy chén nước chuyển từ màu xanh xanh sang màu đỏ đục. Tôi nghĩ uống chè như vậy có khi có hại nhiều hơn là có lợi. Tôi sợ uống nhiều sẽ sinh bệnh. Tôi nghĩ rằng tại sao ở Thái Nguyên nổi tiếng là tứ đại danh trà mà sao rất nhiều người Thái Nguyên không biết cách thưởng thức chả ngon. Tôi nghĩ uống nhiều mà không chất lượng không bằng mình uống ít, nhưng uống loại trà chất lượng, uống trà chất lượng nó vừa ngon lại vừa tốt cho sức khỏe. Vậy là tôi lên mạng tôi tìm kiếm và phát hiện ra một thương hiệu trà nổi tiếng bậc nhất của tỉnh Thái Nguyên, đó chính là trà Tiên Lầu. Nghe từ trà Tiên Lầu cảm giác như được uống một loại thuốc tiên gì đó. Tôi đã tìm hiểu nhiều nơi nhưng không thể bỏ qua trà Tiên Lầu, vì họ có một không gian rộng rãi cả 100m² cho các du khách đến thưởng thức trà. Tôi đã gọi điện đến và được nhân viên của trà Tiên Lầu giới thiệu cho rất nhiều loại trà ngon, và tôi quyết định lấy một loại trà, đó là trà lọ tôm đặc biệt, và được nhân viên còn dạy cách pha trà như thế nào cho tốt. Khi tôi nhận hàng, tôi đã pha theo công thức của trà Tiên Lầu và không ngờ cái cảm giác uống trà mới pha. Khi tôi mới pha thôi mà cái mùi hương thơm nó đã thật là hòa quyện với cái không khí. Tôi cầm chén lên để uống thì cái vị ngọt, vị chát nhẹ hòa quyện với hương thơm của chè, đúng như lời đồn, uống trà như được thành tiên. Tại sao trà Thái Nguyên lại nổi tiếng trong và ngoài nước cũng có lý do của nó, đúng không ạ? Chất lượng tạo nên thương hiệu. Tại sao trà Tiên Lầu là một trong những nơi để cho các du khách, những người nghiện trà đến để thưởng thức những dòng trà thượng hạng và những dòng trà cao cấp nhất? Tôi có lời khuyên tới các bạn khi các bạn đã là người thưởng thức trà Thái Nguyên, hay là những người đang có cái tư tưởng, cái ý định muốn chuyển sang những dòng trà thượng hạng để thưởng thức, thì hãy một lần uống trà mang thương hiệu trà Tiên Lầu, một lần để biết tại sao trà Tiên Lầu lại nổi tiếng khắp nơi. Đặc biệt bất cứ ai mua trà Tiên Lầu đều được tặng 5 gói trà thượng hạng loại nhỏ để về thưởng thức 5 cái loại hương vị trà khác nhau. Trà Tiên Lầu thượng hạng mang thương hiệu quốc tế. Nếu các bạn
muốn thưởng thức trà Tiên Lầu, các bạn hãy liên hệ đến số hotline 0968 600 070 hoặc 0922 558 000. Đối với trà Tiên Lầu luôn là niềm tự hào của mảnh đất Trung Du Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi trà Tiên Lầu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong video tiếp theo. Chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị nhiều những sản phẩm đặc sắc, đặc sản về trà Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều.